quý các bạn đã quay lại kênh Smart Home Channel. Và hôm nay thầy của mình đã là mở hộp chiếc camera Uniview IP Dome này, một trong những thương hiệu camera top 6 trên thế giới, sử dụng công nghệ IP tân tiến nhất hiện nay. Thì bây giờ thầy của mình mở hộp xem bên trong nó sẽ có những phụ kiện gì, và với mẫu mã thiết kế của nó thì nó khác gì đối với những camera trên thị trường hiện nay hay không. Bây giờ hãy cùng mình là xem qua về mở hộp nè, cũng như là mở hộp chiếc camera Uniview IP Dome này nhé. Okay, trước khi mở hộp sản phẩm camera Uniview IP Dome này thì chúng ta sẽ cùng xem qua đó là ở ngoài mở hộp nó sẽ có những gì, nó có thiết kế như thế nào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy ngay đó là cái logo đó là Uniview UNV ở đây. Phía mặt trước thì các bạn sẽ thấy đó là một cái slogan quen thuộc, đó là Better Security và Better World, và một cái logo bên góc trái này hiện thông tin website này, và ví dụ như là sẽ có thêm những cái hình ảnh sản phẩm mà kiểu hộp hình thôi, nó không có loại sản phẩm lắm. Thì bây giờ hãy cùng mình đó là mở hộp ra để xem thử bên trong sẽ có những cái phụ kiện như thế nào, và chiếc camera nhân vật chính của mình nó sẽ có gì tốt hơn đối với những cái camera thị trường bây giờ. Đây, Tenten sẽ có một cái hai cái giấy hướng dẫn sử dụng và thông tin về sản phẩm. Đây các bạn sẽ thấy đó là nó hoàn toàn bằng tiếng Anh, các bạn nào có thể là biết tiếng Anh thì có thể đọc tham khảo, hoặc là có thể nhìn qua cái hình chúng ta sẽ phán đoán được. Nói chung thì camera thì bắt nó cũng giống tương tự nhau thôi, không chả có gì. Đấy, còn về thông tin thì mình có để phía bên phải có phải này về thông số kỹ thuật, các bạn có thể là tham khảo bên có phải này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có những phụ kiện như là sẽ là có một cái bộ để các bạn là chống bảo vệ cái hai cái bộ dây đó, một bộ dây la và bộ dây nguồn, nó sẽ gắn sẵn vào trong chiếc camera này, chút nữa các bạn sẽ thấy. Và sẽ có một bộ ốc vít để gắn chiếc camera này, một cái lục giác này để các bạn mở cái thẻ này, mở cái bộ camera này ra để chỉnh các cái góc ở trong này, chút nữa mình sẽ nói về cái này kỹ hơn. Và một cái miếng để các bạn định dạng bắt chiếc camera Uniview IP Dome này nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đến trang mục chính. Mình sẽ bỏ những cái phụ kiện này qua một bên. Đây, phía dưới chúng ta chính là nhân vật chính camera Uniview IP Dome. Thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ thấy đó là một cái bịch, nó sẽ bảo vệ xung quanh này, các bạn bóc nó ra thôi. Đấy, thì khi các bạn lột ra thì bạn sẽ thấy một cái miếng ni lông, nó sẽ có một cái để cái chữ caution ở đây. Thì khi các bạn mua về thì các bạn lột ra thôi, nó không có vấn đề gì cả đâu. Ở đây thì chiếc camera Uniview IP Dome này được thiết kế bằng vỏ sắt nè. Đấy, phía trên đây sẽ có một cái màu đen, xung quanh sẽ là màu trắng. Các bạn sẽ thấy đó là cái logo đó là Uniview UNV ở đây. Đấy, ok, đơn giản đúng không? Và phía mặt trên đây các bạn sẽ thấy một ống kính. Ống kính này như các bạn không biết, các bạn biết chưa, mà mình có để phía dưới cái phía bên cạnh đó là cái thông số kỹ thuật rồi. Thì ống kính này nó sẽ có ống kính 2.8mm và góc viên của nó là khoảng 112 độ. Đấy, có quan sát của nó. Và các bạn sẽ thấy ngay hai cái dây, đó là hai cái dây la, một cái cổng nguồn ở đây. Thì đối với chiếc camera IP camera Uniview IP Dome này thì các bạn chỉ cần cắm dây lan này trực tiếp vào đầu ghi thì nó có thể là bắt được rồi. Đấy, rất là đơn giản, đang sử dụng cái công nghệ theo quen. Bây giờ hãy cùng mình cho các bạn đó là xem qua đó là cái bên trong của nó được thiết kế như thế nào, thì nó sẽ có cái gì tốt không nhé. Và ở đây thì mình sẽ có một cái chiếc camera mình đã tháo sẵn rồi, mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Đây chính là bên trong chiếc camera Uniview IP Dome. Thì các bạn sẽ thấy ngay đó là hai cái túi, đó là hút ẩm ở đây để chống nước, thì các bạn ví dụ như có hơi nước vào thì nó sẽ hút ẩm rất là tốt để bảo vệ chiếc camera Uniview IP Dome này. Còn xung quanh chiếc camera này các bạn sẽ thấy ngay đó là cái ron cao su để chống nước vào. Đấy, hai bên này. Và ở đây các bạn sẽ thấy bên trong nó sẽ có những cái ben bo mạch trong này. Đấy, thiết kế nó cũng rất là đơn giản. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy đó là hai cái bên của nó sẽ có hai cái ốc để các bạn đó tháo lỏng nó ra và điều chỉnh đó là cái góc để các bạn quan sát. Thường thường thì đối với cái camera Uniview IP Dome này nó sẽ bắt ở ốc trần để có thể là xem được những cái quay như là quay kính tiền hay là quay thuốc. Thì nếu mà các bạn muốn ốc tường á thì các bạn có thể là nới lỏng hai cái ốc này ra này
để điều chỉnh cái góc theo ý muốn của mình, hoặc là khi thợ bắt thì họ sẽ điều chỉnh cho bạn được hài lòng nhất. Ok. Theo như các bạn, mình đã nói về những cái thiết kế phụ kiện của nó, các bạn sẽ thấy có khác đối với những cái camera thị trường như bây giờ không, thì hãy nhớ để của mình bình luận phía dưới nhé. Còn các bạn muốn mua hoặc là có thể là xem thêm thông tin sản phẩm, hãy nhớ lên ngay website là smartphonecamera.vn, hoặc gọi ngay vào số, hoặc các bạn muốn tư vấn hãy gọi ngay vào số đó là cái mình có để phía dưới phần video và phía dưới phần mô tả rồi, hãy liên hệ ngay nhé. Còn anh em nào có bất gì nữa hoặc là muốn tìm hiểu thêm, hãy nhớ like, share, subscribe và nhấn luôn chuông để mọi người có thể theo dõi được video đầu tiên mà tìm hiểu thêm những cái kỹ hơn về những dòng camera đó là Uniview này. Bây giờ thì xin chào, hẹn lại các bạn các video lần sau. Bye bye.